Ngày xưa anh có áp dụng không? Có luôn, thấy mình cũng có áp dụng bộ bốn làm bông của công ty quạt lửa. Xịt cũng ngon, đạt. Nói chung là anh Minh ngày xưa anh có trồng một vườn mít Thái 700 cây nha bà con nha. Đó, là cứ một vụ vậy thôi là anh lấy 30 tấn, hai mấy 30 tấn. Đúng rồi, đó. Mình có. Thì tới ruột đỏ thì anh cũng áp dụng, vẫn áp dụng cái bộ bốn. Nhiều vườn vậy đó, cây nào như cái đấy luôn, không có cây nào mà sót hết. Trời ơi, cái cây này nè. Cây này chắc có 50 trái luôn á. Trời đó à. Mà trái đẹp không? Không dạ. Có trái xấu kha. Trái là đẹp cực kỳ. Đẹp không? Cực kỳ. Con cây này đẹp hay gì còn nữa? Trời ơi, điều vườn luôn chứ đâu nói cây. Gì hả? Gì đi. Đó, gì mình đi nè. Đó. Cây này cũng đẹp cực kỳ luôn chứ đâu có cây nào xấu đâu. Gì? Đó, hôm nay đi Hậu Mỹ Chinh theo bà con ha. Cái bè Tiền Giang nó đi vô cái vườn của ông anh mình nè. Đó thì cây nè, cây này thấy nhỏ chứ cái tuổi thọ nó 2 năm rồi đó. 2 năm đó bà con ơi. Cho nên là về cái làm bông làm trái thì bà con thấy cái cây thì nó già già khù luôn rồi. Đó, thì nó có số trái này nè ha. Đó thì làm bông làm trái thì kia cũng hỗ trợ làm bông làm trái. Đó thì đến hôm nay thì cái giai đoạn mà nó đang xuống trái rồi, đang xuống trái nó đang xả nhị ha. Đó thì kia mời tất cả quý vị con cùng kia đi thăm vườn mà con nha. Đây, đó. Đó, nó xuống trái gì vậy nè. Ôi giời, dữ vậy anh Minh. Theo quy trình đâu kia, phải vậy thôi. Vậy thôi hả? Cây này 2 năm mà nè, thấy hai năm. đúng 2 năm không? 2 năm tuổi đúng luôn. Đúng 2 năm luôn đó ha. Ừ. Bởi vì cái cây thì nói chung nó không có lớn nhưng mà nó già. Cây nó già. Đây là ông chủ vườn. Đó, anh Minh. Ảnh mua mấy video trước á, Kia đi thăm vườn, ảnh đi theo Kia đó. Ảnh quá trời mê luôn rồi. Giờ về vườn nhà đó, mình đi qua đây anh ơi. Nó đi về vườn nhà, giờ vườn nhà có thì giờ kêu ảnh đi, ảnh cũng không đi nữa đó. Tiếp tục nè bà con ơi. Cây 2 năm mà trồng có bao lớn nè, bây giờ cho trái luôn rồi nè. Đó, nó đang bung trà, nó sổ nhị nè, khá đẹp luôn ha. Đó, đây. Đó, đúng rồi, tỉa gì là đúng rồi nè anh ơi. Đúng rồi, kia cũng mới cho anh tỉa cho nó thưa ra bà con ha, cho nó thưa ra để cho nó bung trà nè, bung trà sổ nhị nè, bà con thấy nè. Ồ, cái nhị phải nó là ok luôn nè. Đó, quá ngon lành. Đó, đây nữa nè. Ấm dày nay thưa rồi, hôm bữa hồi từng rồi vô là dày dữ lắm, dày nay thưa nè, tỉa gì là ngon rồi nè. Đó, ok, thôi mình tiếp tục. Đó, tiếp tục theo bà con nha. Đó, mình đi ra sâu sâu ở đây, sâu sâu ở vườn ở đây luôn. Đó, thì cái vườn này của ảnh có 200 cây thôi nghe bà con. Đó, nè, cây này cũng 2 năm rồi nè, mây ba lớn đây nè. Đó, rồi xử lý là bông làm trái luôn nè. Đó, gà dữ, quá trời dữ luôn. Đó, cây giờ được con chục trái, nó ra được chục bông trái không anh? Này trên chục luôn á, gì chục chi. Ôi gà rồi nè, cây này trên chục luôn á. Trên chục luôn ha. Ừ, đó, quá đẹp luôn mọi con ơi. Đó, thì cho nên á thì cái cây mít ruột đỏ xì ảnh đô lá bầu đó. Cây này nhưng mà đúng chuẩn mà để làm bông làm trái luôn ha bà con ha. Đó, thì nó từ 20 tháng tới 24 tháng là ok luôn. À, trời ơi, cái cây này nè. Cây này chắc có 50 trái luôn á. Trời đó à. Mà trái đẹp không? Không có trái xấu kha. Trái là xấu lỗi rồi, lỗi bỏ nhóc bỏ luôn rồi. Bẻ bỏ dữ lắm nhiều rồi nè. Đó. Đó. Này là trái đẹp không nè. Đó, 50 trái là phải ru luôn á. Nhưng mà thôi để 50 trái luôn không? Đâu rồi dưới. Để chừng tầm 6-7 trái thôi. 6-7 trái rồi ha. Rồi để vậy mình nữa mình dễ lừa. Cuốn hết biết cuốn. Hả? Ít biết cái cuốn luôn. Biết cái cuốn luôn hả? Ừ. Để quay xa để cho bà con nó xem. Đó. Đó. Hết phòng trái cho. Quá dữ. Ôi, về cái giai đoạn mà nó xả nhị nè anh phun siêu bo với gì? Siêu bo nút nhỏ. Amino. Nút sâu. Sâu. Rồi ok. Đó. Ôi thấu tiền luôn anh ơi. Đẹp cực kỳ. Đẹp không? Cực kỳ. Con cây này đẹp hay gì hả? Gì còn nữa? Trời ơi, điều vườn luôn chứ đâu nói cây. Gì hả? Gì đi. Đó, gì mình đi nè. Đó.
Cái này cũng cái đẹp cực kỳ luôn, chứ đâu có cây nào xấu đâu. Dễ không? Ừ. Tính con cây cái chết luôn. Ồ, này gà trái rồi nè. Ồ, cái này mình 99,9%. Yeah. Nói 100% đảm tin như cây nào cũng đều vừa. Đều vừa. Không, tại vì cái cây của mình là, anh biết sao? Làm vụ trái đầu tiên, đồng ý là đúng là như vậy. Nhưng mà cái cây là cái tuổi thọ nó 2 năm nha. Nó 2 năm nha, chứ không phải là bà con thấy cái cây mới lớn là bà con nó 17, 16, 14, 15 tháng. Không phải, là cây 2 năm. Đó. Cây nào cũng đều trái. Đây, đó, đều trái hết nè. Đẹp đó. Cực kỳ luôn. Đó, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Nè, nó nói có đâu. Nè, cây nào cũng như cái nấy. Đó. Trái cực bá là có dư kìa. Cái trái này lúc trước đi chung với em là giống hình dạng giống dần đúng không? Giống không? Giống. Lúc trước anh đi thăm vườn kia áo rồi con. À, anh thấy anh mày giờ anh về để làm vườn nhà anh luôn. Đó. À, đây thế này. Đó vô đó đi, anh đi vô đó đi. Đó. Được mấy cây. Hết vườn luôn chứ không có nói mấy cây. Hết vườn luôn hả? À. Điều vườn vậy đó. Chắc cây nào như cái đấy luôn, không có cây nào mà sót hết. À. Quá tuyệt vời ha. Ừ. Nè, cái màu trái nè, cái túi phấn, anh nhìn cái túi phấn là phải nói là nó mạnh luôn nè. Cái túi phấn ok, tại vì cái giai đoạn này là cái giai đoạn mình cung cấp cái hàm lượng siêu bo nè. À, siêu bo vô nè để cho nó giúp cái túi phấn cho nó mạnh lên ha. Khi mà nó xả nhị rồi đó, đó bà con thấy là khi nó xả nhị nè, những cái gai nè cực kỳ là nó đều luôn ha. Đó, cực đều mập, cũng bự luôn, cũng bự luôn đó. Quá bự luôn, quá bự, bự mà dài chứ không phải là cục nha. Dạ. Đó, ok nè, cái cây này nè cũng 2 năm nữa nè. Nó 2 năm nhưng mà trồng trong bóng mát nè, đó. Cây chút xíu nè, mà 2 năm nữa nè. Nó ghê không? Ghê đúng không? Anh thấy nguyên dòng bông cây nào đâu có cây anh, nào. Dạ, anh dẫn em đi đi. Ờ, dẫn em đi đi để cho bà con người ta xem. Đó. Cây nào lỗi không? Cây này nhỏ mà ba bông. Cây này chứ vậy. Giữ gì anh Minh? Bỏ vậy mình bé không đành luôn á, tao quá trời đẹp luôn, cái bông nào như cũng lấy luôn. Cái cây này mà nếu mà thường thường ha, mà nó nằm ở ngoài chảng ha, nó đầy đủ dinh dưỡng bằng cái cây người ta 2 năm, cây người ta là cây này để khoảng chục trái được, mà cây này quá trời nhỏ rồi, đâu có dám để nhiều. Trái cái nào mà còn thấy trái nè, hải hùng trái luôn ha. Đó, tiếp tục. Cây nào như cái nấy luôn chứ không có nói mà. Rồi vậy đây, đi qua đây, đi qua đây vòng bên kia luôn đi. Này cái nhỏ mình không tính đi, nhỏ mình không cây có làm. Đó quá nhỏ rồi, thua rồi. Nhỏ mình không có làm. Đó, đây ra bồn dày luôn nè. Hết hồn, đẹp, hồng đẹp, cực kỳ đẹp luôn nha. Đẹp, bông đẹp cực kỳ. Bông đẹp cực kỳ luôn nè. Đó. Ok. Ủa, cái giai đoạn mà nó đang bung chà, nó sổ nhị nè anh mình. Giai đoạn này có tứ sô trên mình. Tứ sô mát anh. Tứ sô mát hả? Sô mát. Cái một liều tứ như sao? Liều này em tưới là 60-70. 60-70 cho 10 lít nước tưới gốc hả? Ừ, đúng rồi. À, bao nhiêu ngày tưới lần? Em là hổm gà em tưới là 7 ngày tưới lần. Ồ, 7 ngày tưới lần, bởi vì trái để quá chừng luôn rồi mà. Đó. Đó. Ôi, ôi, coi nè. Hết hồn luôn rồi. Đó. Anh này 200 cây chắc để 1000 trái. Chắc tú luôn, 200 cây để 1000 trái. Ôi, ôi, cây này cho để 1000 trái luôn nè. Ôi, ôi, nè. Nhìn cái gai nè, cái gai thôi thấy là đủ rồi. Quá đẹp luôn, quá ngon. Hả? Quá ngon luôn. Quá ngon luôn ha. À, bây giờ 200 cây. 200 cây mình để 1000 trái đi. 1000 trái là tương đương tầm khoảng 10 tấn. Đây. À, 10 tấn mà 1 ký là bình quân là nửa tới tháng 2. Tháng 2 1 ký 50 ngàn thôi. Ủa dữ vậy anh? 500 triệu hả? Đó. Quá trời dữ bà con ơi. Cây nào như thế luôn, đẹp rất cực kỳ đẹp. Bông vàng vàng, vàng ánh luôn ánh luôn. Đó. Mập. Không, cây 2 năm á, cây 2 năm là anh thấy làm bông là ok luôn. Chứ còn đôi khi mà cây 14 15 tháng ha, ép làm bông ha, nói chung là cái tỷ lệ mà nó ra đều giống như này ha, nói chung là hơi khó nghe, nó vẫn ra nhưng mà không nhiều, giả sử như 2-3 trái thôi, nó không ra mà dưới thần gì đâu. Trời ơi, hổm em lãi quá trời lãi luôn. Lãi bông bỏ hả? Lãi bông bỏ, lãi bông đẹp gì không rồi. Nó ra toàn là đẹp gì không chứ. Mà nó dày quá đâu để buộc phải lãi thôi. Buộc rồi nó lãi bỏ. Ra dày quá lãi. Đó, rồi đi quanh kia, tiếp tục. Cây nào? Ôi, cái cây này nè. Cây này có lớn rồi như vậy.
Đó nè, thiệt là nó đúng rồi, lãi với bỏ kìa. Nó con thấy bỏ kìa. Hết thời không? Quá dữ. Cái này anh phun cái bộ 4 làm bông đó anh Minh. Bộ 4 làm bông. Đó, là lấy gì 1060 MKB hả? 1060 MKB. Do lồng lọt. Lần 89. Ừ, lần 89. Đó. À, ồ, ồ thối tiền luôn anh Minh ơi. Quá cực kỳ đẹp. Bông cực kỳ đẹp, bông mà mập. À. Bông nào như mấy mập lù luôn. Lù út nút ha. Út nút. À kìa, cái trái đang sở nhị anh thấy không? Cái thu phấn ok không? Ok luôn. À, sáng chừng ha, sáng rực luôn ha. Cuốn dài đẹp, trái mẫu dài. Ừ. Cực kỳ đẹp. Nè, đó. Thôi 200 cây này để 1000 trái là phải gu. Đó, đó. Không điều dưỡng rồi, điều dưỡng luôn, điều dưỡng hết rồi. À bà con thấy nè, đó ra vậy nè, cây này cỡ 40 bông rồi trời. Hả, lãi bỏ không đành luôn. Yeah. Nó đẹp vậy sao lãi 40 hả? Còn thôi để xả nhị đi, xả nhị xong cái đầu mình tiễn ra, mình tiễn giả sử như nhánh để trái thôi, thấy không? Nó quá trời nhiều nè, để nhánh để trái thôi, như này quá trời nhiều nhánh để trái rồi, lựa cái nào đẹp cực kỳ đẹp mình để lại, cứ nhánh trái để chừng 6 nhánh 7 nhánh được rồi, để chi nhiều, cây quá nhỏ, đó cây này nhỏ, nó mới ra vậy nè, đó còn gốc bên đây nè, gốc bên đây còn giữ nữa nè, đó, nè đúng là anh tỉa gì đâu, ok luôn nè ha. Ngon lành ha, ngon lành thay tỉa ra là ngon, ngon ha. Cái này có tính định bao gì không? Không anh, thả luôn ha, thả luôn, mình thả luôn, mình không có bao. Ừ, không bao hả? Cây đó. Nào như cái đấy luôn, không có bên đây nữa. Nó tiếp tục nè, đây nè. Ồ nó cười mình rồi, quá đẹp dữ ha. Ôi ôi nè, cái màu gai mà nó xả nhị, cái màu gai này thôi khỏi khỏi bàn cãi luôn rồi đó. Quá ok. Trời ơi đây nữa nè anh Minh. Đó. Cái thời điểm này nè bà con, cái thời điểm này thì bà con cũng nhớ nè ha. Vừa chúng ta phun nuôi trái rồi ha, ở dưới gốc là tưới xô cho kia rồi, thì bà con không có bỏ cái khâu quan trọng nè, là cái khâu sơ đen ha. Đó. Thường xuyên là bà con phun sơ đen khi mà nó xả nhị xong như này. À, như nó xả nhị xong như này nè. Đó, là ok ha, là cái sơ đen đã được an toàn. Đó, còn giai đoạn này bà con không phun sơ đen nè, đó thì mít ruột đỏ sơ đen nó dữ lắm, sơ đen nha, nó từ bằng tới hơn mít thái á, chứ không phải thua nha. Đó thì ở video trước thì ra cũng đã chia sẻ cho bà con ha, cái giá trị kinh tế của cái mít ruột đỏ thì nói chung là nó cực kỳ nó cao đó, thì cho nên bà con chăm sóc cho nó kỹ giùm cho kỳ ai nha bà con. Đó đó, trái cái nè, từ trên mà trái xuống luôn nè. Nó à, tiếp tục qua anh đây, trời ơi cây này 100 trái luôn anh ơi. Quá dạ. Trời hả, quá trời luôn. Cây này để khoảng 7 trái 8 trái được à. Cây này gốc to nè, cây này gốc to nè nghe bà con, cây 2 năm nhưng mà anh trồng trên cái nền đất cũ à, nó ngay trên nền đất cũ nha, chứ không phải đất mới nha, cho nên là cây nó lớn rất là chậm luôn đó. À, bà con thấy cái cây nè, nó già như trái cà luôn rồi nè. Đó. Mà mới ăn trái đầu tiên thôi. Dạ. Yeah. Điều luôn, điều chân rồi nè. Cây nào xịt là ra hết. À, cây nào xịt thì ra hết á. Ừ, cây nào mình không xịt thì không ra thôi. À, đó, nó ra gì còn gì nữa anh. Ừ. Thì chung quy lại thì anh thấy cái bộ 4 làm bông này nó đạt hiệu quả dữ không anh? Đạt, bộ 4 làm bông này rất đạt. Cây mít thái ngày xưa anh có áp dụng không? Có luôn, mít thái mình cũng có áp dụng bộ 4 làm bông của công ty quạt lửa. Ừ. Xịt cũng ngon, đạt. Nói chung là anh Minh ngày xưa anh có trồng một vườn mít thái 700 cây nghe bà con nha. Đó, là cứ một vụ vậy thôi là anh lấy 30 tấn, hai mấy 30 tấn. Đúng rồi, đó. Có. Thì tới ruột đỏ thì anh cũng áp dụng, vẫn áp dụng cái bộ 4 làm bông luôn. Nói chung thì anh xài hàng quả cầu lửa bio gia băng, hầu như là từ mít thái chuyển qua ruột đỏ luôn đó nghe bà con. Đó, cho nên là anh rất là tự tin. Đó. Đó, đây nè. Đó. Đó, cuốn này là cuốn ok luôn nè. Cái giai đoạn bông nó ra em đưa thuốc kéo cuốn là hai cử, phải nói là cuốn nó ra cực
cực đẹp luôn, cực đẹp, cú này đẹp, đẹp. Gài vừa đồng thanh đồng thủ ha. Đó. Trái này làm gì chơi được mẫu này, trái này. Ôi ôi cái gài nè. Gài đầy chì nữa anh. Ừ. Đó. À, nó u nu cái bông rồi nè. Ồ ừ. Đó. Nó thì trên màn hình kia có để lại hai số điện thoại bà con ha, quan tâm nó thì bà con hãy gọi điện thoại trực tiếp cho Kia. Đó, Kia tư vấn chia sẻ cho bà con ta hoàn toàn miễn phí ha bà con nha. Về cái khoa học cũng như là về cái kỹ thuật. À, để cho bà con áp dụng ha, cho cái vườn cây ăn trái của bà con cho nó đạt hiệu quả. Đó thì ở video này thì Kia chia sẻ cho bà con về cái kết quả mà xử lý làm bông làm trái ha, mùa nghịch để bán vào cho tháng 2 ha bà con. Đó, để cho nó đạt hiệu quả. Đó thì Kia cũng xin hẹn quý con lại một video tiếp theo vào 18:30 hàng ngày nha quý con nha.